Sài Gòn ơi, một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mòn lối quay về. Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả truyện ngắn Đổi Đời, tác giả Huyền Tôn Nữ Bảo Bình, qua giọng đọc Kim Hoa. Phần 3, chương 1, trại tị nạn Khải Tắc Đông. So với tất cả các trại tị nạn ở Mã Lai, ở Phi Luật Tân, ở Thái Lan, thì những trại tị nạn ở Hồng Kông trước tháng 7 năm 1982, tức là trước khi mấy trại cấm được thành lập, có tiếng là tốt hơn về mọi phương diện như nơi ăn chốn ở, thực phẩm và cách thức làm việc, đối xử của chính quyền đối với người tị nạn, vân vân. Từ năm 1975 đến năm 1982, những trại tị nạn ở Hồng Kông được gọi là trại tự do. Người tị nạn Việt Nam ở trong trại có thể ra phố dạo chơi, mua sắm hoặc đi làm việc. Tuy nhiên, vì số lượng người vượt biên từ Việt Nam đến Hồng Kông càng ngày càng quá nhiều, và để ngăn ngừa việc này, bắt đầu tháng 7 năm 1982, Hồng Kông thành lập trại cấm. Làn sóng người tị nạn Việt Nam đến những nơi khác như Thái Lan hay Mã Lai cũng nhiều không kể xiết. Và các nước này, tương tự như Hồng Kông, muốn ngăn cản làn sóng người tị nạn nhập cư vào đất nước họ. Vì vậy, tàu của người Việt tị nạn bị chính quyền địa phương kéo ra lại ngoài hải phận quốc tế, không cho lên đảo. Có nhiều nhóm vượt biên được gần tới bờ thì họ tự làm hư thuyền rồi lội vào để khỏi bị đuổi ra lại ngoài khơi. Dưới chính sách trại cấm ở Hồng Kông, những người Việt tị nạn đến sau tháng 7 năm 1982 đã không còn được tự do ra vào trại nữa. Sinh hoạt trong trại nhiều khó khăn hơn, bị chính quyền Hồng Kông đối xử tàn tệ hơn, và họ bị nhốt trong những vòng hàng rào kẽm gai, không khác gì tù tội. 6 năm sau ngày trại cấm được thành lập, vào tháng 7 năm 1988, Hồng Kông thực hiện chính sách thanh lọc và cưỡng bắt hồi hương. Những người tị nạn quyết chết trên xứ tự do, chứ nhất định không chịu về sống trong vòng kìm kẹp của chế độ Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này đã khơi lên những cuộc biểu tình và tự sát tập thể đầy máu và nước mắt, gây chấn động thế giới thời bấy giờ. Về mặt an ninh trong trại tị nạn ở Hồng Kông thì lại nổi tiếng là kinh khủng nhất, bởi vì trại có rất nhiều dân du đảng. Họ là những thành phần trẻ ở ngoài miền Bắc Việt Nam. Đa số là đầu trộm đuôi cướp, thường xuyên ra tù vô khám và được thả cho ra đi tự do như một cách đuổi khéo. Đám người bán trời không mời thiên lôi này ra khỏi Việt Nam để nhà nước khỏi tốn cơm tù áo tội. Thế nhưng khi đã vượt biên được đến Hồng Kông rồi mà họ vẫn tánh nào tật nấy. Họ cướp bóc, hãm hiếp, đâm chém, gây hấn với những người tị nạn miền Nam trong trại. Họ lập phe đảng, xưng đại ca, làm đầu gấu, hà hiếp những người trí thức hiền lành.
người tị nạn giết nhau là chuyện thường xảy ra trong các trại tị nạn ở Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông thì mắt nhắm mắt mở, không thèm can thiệp vào chuyện riêng tư của những người tị nạn. Vì vậy, thời bấy giờ, trại tị nạn Hồng Kông nổi tiếng là sung sướng nhất và cũng nổi tiếng là kém an ninh nhất. Ngoại trừ vấn đề kém an ninh ra, đời sống tạm bợ ở trại tị nạn Khải Tắc Đông tương đối thoải mái. Trại Khải Tắc Đông có thể chứa khoảng 10.000 người. Trại chia ra làm nhiều khu vực rộng lớn, được che và lợp bằng tôn như những canh chòi khổng lồ mà người ở đó là cái hút. Mỗi cái chòi này cũng có địa chỉ đàng hoàng, chẳng hạn như hút A3, Cai Tắc East. Nếu muốn liên lạc bằng thư từ cho cá nhân nào đó, thì thêm số thuyền vào địa chỉ Boat Number. Mỗi khu ở được vài trăm người và có hàng trăm dãy giường 3 tầng kê san sát nhau. Những người đi cùng tàu sẽ được sắp xếp ở cùng một khu với nhau. Thường thì nam hoặc nữ độc thân sẽ ở trên giường cao nhất là tầng thứ 3, và tầng này không có màn che. Vợ chồng hoặc gia đình có con nhỏ được ngủ ở giường dưới đất hoặc giường ở tầng giữa có màn vải kéo lại kín đáo. Người tị nạn xem cái giường như là phòng riêng của họ. Ngoài việc dùng để ngủ, cái giường còn là chỗ ngồi ăn, bàn viết, nơi giải trí như chơi cờ, đánh bài, vân vân. Giang sơn của người tị nạn chỉ chừng đó trong những năm tháng tạm dụng ở Hồng Kông. Trại Khải Tắc Đông mở cửa từ sáng sớm và đến khuya mới đóng cửa. Trại có phòng khám bệnh, có bác sĩ, y tá, thuốc men đầy đủ, có thông dịch viên. Trại có nhiều phòng vệ sinh, sạch sẽ, nam nữ riêng biệt. Các đại diện của những tổ chức từ thiện đến thăm thường xuyên, tìm hiểu hoàn cảnh của những người tị nạn và giúp đỡ rất nhiều. Khi vừa mới vào trại, người tị nạn được Liên Hợp Quốc giúp đỡ một phần nhỏ về tài chánh để có phương tiện ra ngoài tìm việc làm, kiếm thêm tiền sinh hoạt trong khi chờ đợi đi đến đất nước thứ ba. Ai cần tiền tiêu xài thì có thể tự do ra ngoài tìm việc. Ai có thân nhân ở ngoại quốc gửi tiền sang giúp đỡ thì cứ việc ngồi chơi xây nước, đợi ngày định cư. Ai không có nhu cầu tài chánh thì cũng chẳng cần bôn ba kiếm việc làm gì. Điều quan trọng nhất đối với tất cả người tị nạn trong trại là làm sao để được đi định cư ở đệ tam quốc gia nào đó càng sớm càng tốt. Em gửi về cho anh giảm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dám chiếc kim mai, mẹ may hộ con tim gan quá đọa đây. Gửi về cho chị dám ba sắp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Chương 2. Đầu gấu Quảng Ninh. Trong trại Khải Tắc Đông, nơi khu vực của Hải Vân đang tạm dùng, có ba tên du đảng chọc trời khuấy nước khét tiếng. Bảy Thẹo là tên đại ca. Mặt hắn có một cái thẹo khoảng nửa gang tay, chạy dài từ thái dương xuống tới trái tai. Bảy Thẹo
chừng ngoài 30, tướng tá to con vạm vỡ, nước da ngăm đen. Hai tên đàn em của hắn là Dũng Nghệ và Hùng Lũi. Dũng Nghệ gầy và cao, tuổi khoảng 26-27. Người dân tộc Sán Diều, nước da lúc nào cũng vàng vàng như nghệ. Không biết vì bị bệnh gan hay da dẻ của hắn bẩm sinh như vậy. Hùng Lũi, nhỏ tuổi nhất trong đám, độ khoảng 22-23. Tướng mập, mặt tròn và tính thì nhát gan. Hắn thuộc lòng cái kế cuối cùng trong tam thập lục kế, đó là tẩu vi thượng sách. Hễ có chuyện gì không ổn là hắn lùi nhanh và chạy trước nhất. Bộ ba này là dân đầu gấu ở Quảng Ninh miền Bắc. Cả ba gặp nhau trong tù và kết nghĩa anh em. Sau khi ra tù, chúng rủ nhau đi vượt biên, nhưng chả có đứa nào có một đồng xu dính túi. Thì làm sao đi? Thế là chúng quyết định một là đi chui, hai là cướp tàu. Có nghĩa là rình rập chờ thời cơ, nếu thấy có tàu vượt biên thì lén leo lên, nếu bị lộ thì cứ việc uy hiếp chủ tàu, thế nào cũng đi lọt. Quả đúng như dự định, đêm nọ bộ ba bảy thẹo đang lang thang trong xóm chài thì gặp được một nhóm người Hoa vượt biên. Cả ba nhanh nhẹn hòa vào dòng người đang đi bộ ra ghe. Khi lên tàu lớn thì đám bảy thẹo bị lộ. Chủ tàu bắt cả ba phải nhảy xuống biển. Nhanh như gió, bảy thẹo phóng tới, kẹp cổ ông chủ tàu, rồi rút ra một cái lưỡi lam kề sát ít hầu của ông ta. Bảy thẹo uy hiếp một là cho tụi nó đi chung, hai là ông chủ tàu xuống biển làm mồi cho cá, và tụi nó sẽ tự lái tàu đi luôn. Thế là cả ba được đi vượt biên mà không phải chung vàng bạc gì ráo. Ngoài nhóm bảy thẹo, trong trại Khải Tắc Đông còn có nhiều nhóm du đảng khác. Chúng chia nhau hoành hành từng khu. Bộ ba du đảng bảy thẹo, ăn không ngồi rồi, chuyên đi hà hiếp những người sức yếu thế cô, trộm cắp, cướp giật, hù dọa con nít, chọc ghẹo phụ nữ, gây hấn với đám đàn ông con trai. Hễ ai mà thấy tụi bảy thẹo ở hướng đông thì họ tránh sang hướng tây. Thấy tụi nó đi phía bắc thì họ quẹo về phía nam. Tránh voi chả xấu mặt nào. Không ai muốn gây oán với tụi này. Nếu không thì tụi nó sẽ trả thù bằng nhiều phương cách. Chẳng hạn, tạt nước sôi, nước tiểu vào người hoặc trận đường đánh đập. Chương 3. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hợp và Hải Vân là trai đơn gái chiếc, một thân một mình, và vượt biên trên cùng một chiếc ghe nên dễ đồng cảm. Hải Vân cũng rất cảm kích ơn cứu mạng của Hợp lúc ở trên ghe ngoài biển khơi. Họ luôn luôn chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Điều này đã bị bộ ba bảy thẹo chú ý. Chúng thấy Hải Vân có nét sắc sảo mặn mà nên muốn trêu chọc đã lâu, nhưng chưa có dịp vì lúc nào Hợp cũng đi bên cạnh Hải Vân. Một buổi tối nọ, Hải Vân vừa bước ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ bảy thẹo nhảy sổ tới đứng ngay trước mặt. Hải Vân giật mình hét lớn. Hợp đang ngồi chờ Hải Vân ở đầu dãy hành lang bên ngoài. Nghe tiếng hét của Hải Vân, liền chạy vào nhưng chẳng biết Dũng Nghệ và Hùng Lũi ở đâu trong bóng đêm
bất thình lình xuất hiện. Đứa đứng trước mặt, đứa đứng sau lưng, chặn đường của Hợp. Hợp xô nhanh Dũng Nghệ đang đứng chống nạnh qua một bên, rồi chạy vụt vào trong. Hai đứa đuổi theo phía sau. Cuối dãy hành lang của gian phòng tắm, Hải Vân vừa run lẩy bẩy vừa thụt lùi sát vào góc tường. Bảy Thẹo cười hình hệt nói: "Cô em xinh đẹp thế kia mà cứ đi theo cái thằng Hợp già, uổng đời lắm. Theo anh nhé, anh trẻ trung sung sức hơn nó nhiều." Bảy Thẹo chưa dứt lời thì bốp, một cái tát giáng vào mặt nó. Từ ngày ra giang hồ tự xưng đại ca đến nay, Bảy Thẹo chưa hề bị ăn đòn, chứ đừng nói chi là ăn tát tai từ một phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì thế, Bảy Thẹo sững người, không kịp phản ứng. Giây lát sau, hắn hoàn hồn, một tay đưa lên sờ cái má vừa bị tát, một tay đưa ra tính tóm áo của Hải Vân. Vừa lúc đó, Hợp chạy vào, đứng che cho Hải Vân. Hai tay đưa ra sau nắm chặt tay Hải Vân. Hai đứa đàn em Dũng Nghệ và Hùng Lũi cũng đã chứng kiến cảnh đại ca của chúng ăn tát, hốt hoảng gọi lớn: "Đại ca, đại ca!" Bị mất mặt, Bảy Thẹo nộ khí xung thiên, đấm liên tục vào mặt, vào màng tang của Hợp. Hợp không đánh trả, chỉ cố gắng né tránh và đứng chắn không để Hải Vân bị trúng đòn của Bảy Thẹo. Dũng Nghệ và Hùng Lũi nhào tới kéo hai tay của Hợp ra khỏi Hải Vân. Bảy Thẹo co đầu gối thúc vào bụng của Hợp thêm mấy cái. Hai đứa đàn em đấm túi bụi vào hông, vào lưng của Hợp. Vài người trong buồng tắm xô cửa chạy ra can. Một số người bên ngoài cầm son nồi vừa chạy vào vừa gõ toáng lên báo động. Bộ ba Bảy Thẹo thấy người kéo tới càng lúc càng đông nên chúng lập tức rút lui. Hợp quỵ xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra. Hải Vân vừa khóc vừa gọi: "Chú Hợp, chú Hợp!" Hải Vân và một người thanh niên cùng phòng dìu Hợp về lau chùi vết thương. Đêm khuya nên trạm y tế đã đóng cửa. Họ muốn gọi cảnh sát nhờ đưa Hợp vào bệnh viện, nhưng Hợp can: "Thôi, tôi không có sao đâu, nằm nghỉ vài hôm sẽ khỏi. Hải Vân đừng lo lắng quá." Hải Vân ngồi bên Hợp khóc thút thít, tay chân vẫn còn run lập cập. Bọn Bảy Thẹo tức tối lắm, chúng quyết sẽ cho Hợp và Hải Vân một trận đòn nữa. Chúng tháo giường lấy mấy thanh sắt nhỏ, rồi ngày đêm ngồi mài dũa cho nhọn và sắc bén để làm vũ khí. Mỗi đứa một đoạn sắt nhọn trong tay, thì từ nay đố ai dám nhào vào can thiệp chuyện của chúng. Nghĩ thế, bọn bộ ba Bảy Thẹo hí hửng cười nói bolo ba la, vừa chế tạo vũ khí vừa vạch kế hoạch trả thù. Hợp nằm dưỡng thương hết 3 hôm, ngày nào Hải Vân cũng tới săn sóc, thật tận tình và chu đáo. Nàng nấu cháo, thay rửa vết thương dùng cho Hợp. Nhờ vậy mà sức khỏe của Hợp hồi phục nhanh chóng. Những ngày Hợp nằm trên giường không ra ngoài được, thì lúc nào chàng cũng luôn miệng nhắc nhở Hải Vân đi đâu cũng nhớ đi chung với chú Thiếm Tư hoặc những người cùng phòng. Chớ có đi một mình, nhớ gặp lại đám Bảy Thẹo thì nguy to. Chuyện xảy ra đêm nọ đã làm Hải Vân hồn siêu phách lạc. Nghĩ tới vẫn còn run, cho nên nàng cũng ít dám đi lòng vòng một mình, không còn đi tắm vào buổi tối nữa. Mỗi lần đi tắm hay ra ngoài nấu món gì đó cũng đợi lúc có đông người mới đi. Bộ ba Bảy Thẹo bây giờ chỉ còn chờ đợi thời cơ
để tặng hợp thêm một trận đòn Như Tử và chiếm đoạt Hải Vân cho hạ cơn giận. Mặc dù đã có vũ khí trong tay, nhưng tụi nó cũng không dám làm bậy một cách công khai giữa chốn đông người, mà chỉ có thể đánh lén giết lén. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Nếu lỡ cả mấy chục người hùa nhau lại phản công thì tụi nó có mạnh bạo cách mấy cũng bị bầm ra thành tương. Hết phần 3. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tân sơn nhất nước khói ngập trời, khu thương xá cứ khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tăm tối, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lên lên cuộc đời, như thân bướm đôi cánh ra rời, lấy u sầu che giấu tà tơi. Tự do ơi, tự do tôi trả bằng nước mắt. Tự do ơi, tự do anh trao bằng máu xương. Tự do ơi, tự do em trả bằng thân xác. Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong. Tôi nép thân trên mặt thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tăm tối, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lên lên cuộc đời, như thân bướm đôi cánh ra rời, lấy u sầu che giấu tà tơi. Tự do ơi, tự do tôi trả bằng nước mắt. Tự do ơi, tự do anh trao bằng máu xương. Tự do ơi, tự do em đổi bằng thân xác. Vì hai chữ tự do ta mang đời. Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn làm kiếp con người, muốn cuộc đời
còn có những nụ cười.